Cửa hàng âm thanh bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các anh em yêu nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị và các bác, các anh em thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020, và hôm nay cũng là một ngày thứ bảy, ngày nghỉ cuối tuần, em xin gửi lời kính chúc tới tất cả quý vị và các bác, các anh em sẽ có được những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thật là vui vẻ, an lành và mạnh khỏe. Ngay bây giờ em xin đi vào sơ bộ giới thiệu cho quý vị và các bác, các anh em một đôi loa ngon bổ rẻ, cực kỳ siêu ngon và bổ rẻ. Em bán đôi loa này lỗ vốn, thưa quý vị và các bác, các anh em. Trước là em nhập vào là 9.8 triệu, giá nhập là 9.8 triệu, chưa nói cước, nếu cả cước và nó tầm hơn chục đấy, tầm độ 10.200 triệu, quý vị và anh em thân mến ạ. Và đôi loa này trong tình trạng là có thể nói là gọi nó là hàng siêu đẹp và cũng là siêu zin. Nó zin từ con ốc, nó zin, thưa quý vị và các bác, zin từ mũ con ốc nha. Các cái mũ con ốc ở trên đôi loa này nó đều có chữ Daiton của hãng. Đôi loa này về cấu trúc sử dụng có một cái màu thùng rất đẹp. Mà tại sao em lại bán lỗ vốn đôi loa này? Thì có một cái góc cạnh của thùng ở phía đằng trước, thì em sẽ quay cho các bác, các anh em xem. Vận chuyển về, do đôi loa này nó rất là nặng, cho nên vận chuyển về va chạm thì nó đã bị hơi nhăn nhăn một tí góc các bác nha. Và đôi loa này là đôi loa đến từ Nhật Bản, mang tên loa Daiton DS77Z. Dòng này không lạ lắm gì đối với người Việt Nam nữa. Đôi loa này về cấu trúc sử dụng nó là loa 3 đường tiếng. Thứ nhất, nó sử dụng một cái loa bass có đường kính 32, mang carbon da rắn màu hơi vàng vàng, rất đẹp. Một loa trung đôm, một loa tép đôm. Dòng này nặng, củ cực kỳ to và gấu. Nó có trở kháng là 6 ohm. Công suất là 230W trên một thân thùng loa. Xin nhấn mạnh, công suất 230W trên một thân thùng loa, tổng cả đôi là 460W. Dòng loa này nó rất dễ để phối ghép âm đi, và đặc biệt chơi được đa thể loại nhạc và đồng thời hát hò karaoke ở trên đôi loa này, rất hay. Giá bán của đôi loa này là 8.800.000 đồng. Em nổ vị trí là hơn 1 triệu các bác nha. Trong tình trạng zin, cực kỳ zin các bác nha, zin em nó đồ nói đồ zin thì các bác miễn chê về cách quay bán hàng. Còn đầy đủ e căng và còn rất đẹp, toàn thân đôi loa này rất đẹp, chỉ nguyên có một cái chỗ này. Đây. Quý vị và các bác, các anh em thân mến, đây là cái chỗ này này. Đấy, nó về thì nó hơi bị nhăn nhăn chỗ này một tí nhá các bác nhá. Hơi bị nhăn nhăn chỗ này một tẹo thôi, còn tất cả toàn thân loa nó đẹp kính con. Các bác thấy nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn, góc cạnh. Và từ đằng trước đằng sau đẹp không thể chê vào đâu được. Đó, rất đẹp các bác thấy không? Quá đẹp. Các tuyến loa, các đề cyber của nó thật là đúng là quá là mỹ mãn. Gân còn nguyên zin, dòng này sử dụng gân vải các bác nhé. Sử dụng gân vải bass 32. Các mũ con ốc còn nguyên cả chữ Daiton của hãng. Tất cả các bác nhé, tất cả còn zin. Và đôi loa này có giá 8.8 triệu, có lẽ là không cần phải giới thiệu về dài dòng về dòng loa này nữa. Giá này là một cái giá cực kỳ ngon và bổ rẻ rồi. Các bác thảo thiện chí thì hãy thật nhanh tay, không có lại tiếc nuối các bác nha. Và trong cấu hình như thế này thì các bác thấy là chỉ cần các bác có thể hát riêng một đôi loa này, nó cũng đáp ứng cho gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và nếu muốn hay nữa thì các bác hãy tìm thêm phương án, đó là loa lời. Và loa lời tí em sẽ đưa một đôi loa lời để lên trên và không test, chỉ giới thiệu qua thôi các bác nhé. Còn đây cấu hình như thế này thì em có thể để một con mic. Cái con mic này là một con mic Shure, nó có tên là UGX21, hàng của Mỹ, sản xuất trên dây chuyền Trung Quốc các bác nhé. Margin hàng của hãng, sản xuất tại những công ty ở bên lắp đặt bên Trung Quốc. Rất là ok, hàng 100% chính hãng. Nó có tem. Đó. Rất tuyệt vời.
Và nói lên đến dòng này thì cái độ chống ngắt của nó đấy, khi chúng ta đang hát mà bỏ mic ra nó không có tiếng ù đi theo các bác nhé. Đặc biệt nó có bốn dâu, bốn cái dâu này để bắt giải tần, cho nên là tiếng Mỹ này ra bắt cực tốt và chống rú cực kỳ hay. Và chiếc mic này nó có giá là 2.200.000 đồng các bác nhá, Shure UGX21 rất tuyệt vời. Và đây là băng đát, băng đát có giá 300.000 cho một cuộn băng đát, và các bác nào mua từ 3 chiếc trở lên em mới bán các bác nhá. Và trong phương án này thì em sẽ sử dụng cái cửa băng đó là băng đát. Tí nữa em sẽ bật nhạc mở băng đát cho các anh em nghe. Và nguồn phát là chiếc đầu Soly Đát A17 các bác nhé, A7. Nói về giá của chiếc đầu này nó là 4 triệu 600 các bác nhé. Giá của chiếc đầu này là 4 triệu 600. Nó chạy băng đát khi giải mã không cần mồi, giải mã analog optical cột xoan, công suất cực kỳ khủng, hình như em nhớ không nhầm công suất nó là 28W thì phải các bác nhé. Rồi chất lượng là thu phát đều tốt, ngon lành cành đào, giá 4 triệu 600. Và tiếp theo là ở dưới cùng là một chiếc âm ly, đó là một chiếc âm ly của hãng Jaguar, nó có tên là PA203L, hàng bãi xịn của Hàn Quốc. Chiếc âm ly này nó có công suất là hình như là 450W thì phải, 450W hay là 500W gì đó. Thì cái chiếc âm ly này nó chạy bốn con sò là sò than JK của Nhật Bản các bác nhé, bốn con sò than JK của Nhật Bản, và dòng bốn con sò này là bốn con sò trường các bác nhé, cho nên là công suất mạch âm sắc cực kỳ hay, đặc biệt vang nhại hát karaoke ngọt như lòng đồng. Và giá của chiếc âm ly này giá siêu rẻ, từ trước đến nay không bỏ ở đâu có các bác nhá, chỉ có cửa hàng của Tiến Audio mới có mà thôi. Hàng siêu đẹp, zin bao zin cho anh em tuyệt đối. Đây là chiếc âm ly Jaguar PA203L, dòng tem đỏ các bác nhá, dòng tem đỏ. Nói về Jaguar 203L, dòng tem đỏ và tem chìm nó là dòng đỉnh nhất của hãng các bác nhá. Và chiếc âm ly này là chiếc âm ly đời sản xuất năm 1996. Nói rõ để cho anh em chúng ta am hiểu về những dòng âm ly như thế này. Và giá của chiếc âm ly này là 7 triệu 900 ngàn đồng. 7 triệu 900 ngàn đồng các bác nhá. Jaguar PA203L. Dòng vang liền núm béo các bác nhá. Vang liền núm béo. Và núm của nó có số. Đó. Thôi giới thiệu vậy thôi. Giá 7 triệu 900 anh em nhá. Bao zin bao đẹp cho anh em tuyệt đối. Và các bác nào có nhu cầu dùng các cái hàng nào thì hãy alo sớm cho em để sở hữu. Soly ở trên là Soly Đáp, cũng như cái chiếc ở bên dưới model khác nhau, đó là DTC690. Thì chiếc chiếc đầu Soly này này nó có giá là 4 triệu 200 các bác nhé, giá 4 triệu 200 ngàn đồng. Bây giờ xin kính mời quý vị và các anh em chúng ta hãy cùng thẩm âm. Em sẽ mở băng đát bấm vào play luôn. Thank you.
Quý vị và các bác các anh em thân mến, xin giới thiệu thêm cho quý vị và các bác các anh em một đôi loa đến từ hãng Victor, thương hiệu của Nhật Bản. Đôi loa này sử dụng bát 20, mang giấy, gân của nó là gân vải nguyên zin và một loa tép giấy có một lỗ thông hơi, còn đầy đủ e cang. Và đôi loa mang tên loa Victor SP-P77, công suất 150W trên một thân thùng loa, trở kháng 6 ohm, hàng made in Japan. Đôi loa này có giá là 2 triệu 500 ngàn đồng. Thưa quý vị và các bác các anh em, chúng ta có thể nghe và làm loa nời khi dùng hát karaoke, rất hay và tuyệt vời các bác nhá. Còn ngay bây giờ em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các anh em đã dành thời gian quan tâm theo dõi clip video này của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.